Hi xin chào tất cả mọi người nha. Chào các bạn. À đến hẹn lại lên đúng không? Có Dũng Modi đồng hành sĩ tử an tâm đi thi. Và đây là chuỗi livestream free 8 tuần đếm ngược Và ngày hôm nay chúng ta bước sang buổi số 10 mọi người nhé Là một buổi mà mình sẽ phụ trách livestream về phần đọc hiểu của N3 và N2 Rồi và đoạn đầu thì sẽ chờ các bạn đến vào xem livestream đúng không? Thế thì trước tiên các bạn sẽ cùng nhau nhìn cho mình trên này nhá Cuối tuần này mình và Thầy Dũng sẽ sang Nhật mọi người ơi yeah! Và chúng mình sẽ có mặt tại Việt Nam Về Tonamu Festival được mọi người nhé à, Tổ chức tại Tokyo và công viên Yoyogi và lần này thì sẽ là một gian hàng to gấp đôi gian hàng ở Osaka mọi người ạ, à, bọn mình sẽ thuê hai gian hàng và quà tặng cũng gấp đôi luôn nha, quà tặng sẽ có hai chiếc iPad này, hai à, chiếc kim từ điển này rồi và có rất là nhiều những voucher giảm giá các khóa học hiện tại của Dũng Modi cũng như là à, giảm giá hoặc là tặng miễn phí các đầu sách thì các bạn đến mua sách tại gian hàng của Dũng Modi ở công viên đấy thì các bạn sẽ được bốc thăm trúng thưởng nhá. Ok lần trước có hai bạn trúng à, thưởng à, hai cái ipad rồi đấy mọi người. Ok và lần này bọn mình sẽ tăng thêm cả kim từ điển dành cho các bạn nào mà đang học tiếng Nhật nữa. Rồi và đây là một vài những cái đầu sách mà Dũng Modi sẽ bán tại gian hàng nhé. Bạn nào mà đều là những cái đầu sách mà rất là hot của Dũng Modi ở trên tất cả các nền tảng á đó thì các bạn nhìn nhá ví dụ như là sách um, tổng ôn này sách kaiwa sách kanji và sách luyện đề này nhất là cái bộ sách mà tổng ôn này rất là rất là hot với các bạn mà nơi 4 nơi năm nhá rồi sách kaiwa này à, sách luyện đề sách nào cũng hay mọi người ạ thực sự mình rất là yêu những cuốn sách của dũng mori bởi vì đây là những cái cuốn sách mà do đội ngũ phát triển sản phẩm của bên dũng mori làm và chúng mình rất là tâm huyết với nó và đây đều những đầu sách mà được các bạn rất là đón nhận nhá thì à, mua ở gian hàng tại dũng mori đó thì sẽ được à, ưu đãi về giá hơn rất là nhiều so với mua giá bình thường, thế nên là các bạn nhớ ghé thăm gian hàng và đặc biệt có một cái hoạt động rất là nổi bật nữa mọi người ạ, đó là lần này chúng mình sẽ tổ chức múa sạp, nên là các bạn mà có bạn bè này hay là nhất là người Nhật đấy, các bạn nhớ rủ đến gian hàng của chúng mình nhé, để có thể tham gia giao lưu múa sạp và bọn mình sẽ mang những cái bộ quần áo bộ váy dân tộc á, bộ váy dân tộc sang chúng ta có thể mặc, chúng ta có thể mặc và múa và chụp ảnh check in nhé. Hay và hẹn gặp lại các bạn vào à, thứ bảy chủ nhật tuần này nhá ok đấy So net. rồi thế thì chúng ta sẽ bắt đầu buổi livestream ngày hôm nay mọi người nhá đọc hiểu n 3 n 2 là tìm đúng à tìm chúng đọc đúng đúng không nào rồi đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái bài đọc hiểu của n 3 trước mọi người nhá các bạn có nhìn thấy nhìn thấy màn hình không ừ rồi đấy và bây giờ mình sẽ dành cho các bạn 4 phút và các bạn hãy nhớ lại những cái những cái gì nhỉ? Những cái kỹ năng, những cái uh, gọi là gì nhỉ? Những cái mẹo mà mình đã hướng dẫn các bạn uh, trong cái buổi trước nhé Để hôm nay chúng ta áp dụng và làm thử bài này. Với một cái bài N3 như này các bạn sẽ làm trong bao nhiêu phút nhỉ? 4 phút nha. Ok, xin mời. Tập trung nào. sau rồi comment đáp án cho mình nhá. Đọc câu hỏi, xác định từ khóa, nhìn qua bốn đáp án để đoán để đoán xem là cái xu hướng của các đáp án là gì. Sau đó so lại lên trên bài cái thông tin đấy ra làm sao. Ừ. Uhm. Mọi người cố gắng nha Cố gắng làm đúng câu đầu tiên cho mình xem nào Sampo ni tsui te kono bun shou kai hito wa dou kangai iru ka Sampo desu ne Ok, rồi các bạn comment đáp án cho mình nhá Bạn quý tộc chọn đáp án 4 này, bạn Mai cô chọn đáp uh, án 3 này Ồ, oh, 3 4 là gì nhỉ? Kinita e sampo kousu wo aruku no ga ichiban ii Câu số 3 này nó hẹn cầu can đã đến được Thế còn câu số 2 này Dì Và câu số 1 nhá Bây giờ các bạn nhìn câu hỏi nhá Người ta hỏi về samples nhé Tác giả nghĩ sao về sampo Cái bài này nó viết về cái câu chuyện là Watashi wa wa À, vậy thì cái chủ đề của bài này nói về sampo Thế mình nhìn qua bốn đáp án cho cô là có một cái cấu trúc chung của bốn đáp án nhá. Nani nani no ga ichiban ii desu ne. No Hay là no ga ichiban Tức là bốn cái đáp án này nó đang muốn nhấn mạnh vào cái cụm từ là à theo như bài này nói thì tác giả bảo rằng cái gì là ok nhất, cái gì là tuyệt nhất, cái gì là tốt nhất đúng không nào? Thế thì cô đố các bạn, chúng ta nhìn được cái cấu trúc đấy rồi đúng không? Đố các bạn ở trong cái này có một cái cụm từ mà để gợi ý cho các bạn cái chỗ đấy là nói về cái là ichiban ni desu Chứ còn nếu mà các bạn nhìn nhá, bốn đáp án này đáp án nào cũng là đưa ra một cái thông tin mà được nhắc đến trong bài luôn. Ví dụ, undobusoku o oh, kaisho isne. Đây có đây. Ừ, busoku no kaisho ni mo naru isne. Tiếp số 2 này, jibun okay. okay. no pace de dekiru Ok, jibun no pace de dekiru Cũng có luôn Jibun no pace de dekiru ですね、はいこそばね季節の変化を感じられる。ですね季節の変化がわかる。ですね so,、hey、だ気に入った散歩コースを歩くのが、今回はお気に入りの散歩コースを見つけて OK。カマンだよ。 Nên là nếu mà chúng ta lên đến đọc hiểu của N3 mà chúng ta chơi cái kiểu rằng là À chúng ta chọn cái đáp án nào mà có cái thông tin được nhắc đến trong bài mà chúng ta so 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 chữ mà chúng ta không hiểu bản chất ấy Các bạn sẽ rất là dễ bị sai nhá Chưa bạn nào comment được cho cô cái đáp án, cái cái từ vựng mà cô bảo là quan trọng nhất ấy. Chưa bạn nào luôn Có bạn Nguyễn Bảo Long là Nani Yodimo Tiến là nhầm xăm bàng Quý tộc là Do đồ, Daro đồ, Rồi, các bạn nhìn cho cô nhá Đấy, có một bạn comment đúng rồi đấy Chúng ta có cái từ Mau gì cho nó dễ nhìn bây giờ Đây các bạn nhìn thấy từ Nani yodimo Các bạn biết nani yodimo là gì không? Nani yodimo là gì? Nani yodimo là gì nhỉ? Ờ. Hơn hết thì nhá. Hơn hết thì tức là Đằng trước này nó đưa ra rất là nhiều những cái thông tin À Sampo cái này là ok này, cái này cũng ok Nhưng mà hơn hết thì cái đằng sau nó là cái gì nhỉ? Ok nhất Vậy thì chúng ta sẽ tìm cái đáp án nào mà nó có chứa thông tin phía sau cái từ Nani Yodimo này Thì nó sẽ là đáp án Ichiban Yi được chưa nào? Vậy thì đáp án số mấy cho các bạn quay xem một lần nữa nào Ờ, ừ, phía sau Nani Yodimo chúng ta thấy có hai thông tin Một là Kisetsu no hen ga Wakaru ne Và thứ hai một cái câu cuối là Ôi, o kini iri no sanpoko su mitsukete tanoshinde Mite wa do darou ka Là đáp án số 3 và số 4 đúng không Vậy thì các bạn Các bạn sẽ phân biệt nó như thế nào bây giờ Ba hay 4 nào mọi người Mọi người quay xe nào Quay xe nào So des so des yo bang des Mọi người Các bạn ơi chọn đáp án số 4 vì sao Chọn đáp án số 4 mọi người biết vì sao không Cái câu cuối này nó chỉ là cái câu cuối là Minasan mo o kini iri no sanpoko su mitsukete 楽しんでみてはどうだろうか? Ngữ pháp là mi uh các bạn hãy thử làm gì đó xem sao Đưa ra một cái lời gợi ý, một cái lời khuyên đúng không? Vậy thì cái câu này, cái thông tin này nó chỉ là cái câu mà đưa ra lời gợi ý, lời khuyên là các bạn hãy thử Tìm một cái lộ trình đi bộ mà các bạn yêu thích rồi tận hưởng nó xem sao thôi. Chứ còn cái mà nó khẳng định là ok nhất sẽ là gì nhỉ? Hơn hết thì cái việc mà thế này thế này thì nó là cái nogas nhé, nó là cái việc mà có thể hiểu được cái sự thay đổi của thời tiết. Được chưa? Các bạn sai các bạn cảm thấy thấy tiếc câu này không? Mọi người có thấy tiếc câu này không? Đây là một cái câu mà nó gì nhỉ? Nó rất là gần với gọi là những cái mẹo trong đề thi ấy mọi người. Chúng ta tìm được đúng cái từ này là ra Và các bạn hãy nhớ cho cô này Đừng bao giờ làm cái kiểu là So những cái từ vựng mà có xuất hiện trong đáp án Với trong bài Thấy cái từ nào có là ra nhé Trả lời câu này đúng thì phải trả lời cho cô Vì sao những cái câu, câu, câu kia sai Được chưa? Rồi thì cô sẽ dịch bài này cho các bạn nhá. và wa sanpo ga suki Ờ tôi tôi rất là thích Thích đi bộ, đi dạo Aruku wa kibun tenkan ni naru shi o matomeru koto mo dekiru Ờ làm sao nhỉ? Là Ờ, ừ, cái việc mà đi bộ đấy thì nó có thể gì nhỉ? Nó có thể giúp thay đổi tâm trạng khí bưng tên càng ờ, chúng ta có một cái từ rất là hay đó khí bưng tên càng đấy nhé khí bưng tên càng ok rồi cái việc đi bộ nó vừa có thể giúp thay đổi cảm xúc thay đổi tâm trạng và cũng có thể làm sao nhỉ cô tô đề kỳ có thể chúng ta sẽ vừa đi bộ và vừa gọi là suy nghĩ nhá càng gai ô mato mê được Câu tiếp theo nhá. Sonoe Và hơn nữa gì? Nó cũng có thể gì nhỉ? Thể trở thành cái việc gì đó, trở thành cái việc là giúp gì đấy, giúp giải tỏa. Kaishou sư là giải tỏa nhé mọi người nhá. Giải tỏa được cái gì nhỉ? Cái việc không vận động nhá, à, thiếu vận động. Rồi tiếp nhá. Và itsu doko demo jibun no pace de dekiru no mo miryokuteki da desu ne. Đây một cái từ rất là hay ý mọi người nhá nó nó có tầm của N3 à, N2 cơ nhá. kỳ đại nhé, nghĩa là nó gì đấy? Nó rất là có sức hút, sức hấp dẫn và cái việc mà cái việc mà chúng ta có thể để kỳ được chúng ta có thể làm nó nhá tức là mình adikuno ga nhé có thể làm nó với cái gọi là cái khoảng gọi là cái tốc độ của bản thân jibun no sự pe sự nghĩa là tốc độ cái nhịp độ của bản thân dù bất kể thời gian nào hay là dù ở đâu thì nó cũng chính là một cái điều mà rất là gì nhỉ cuốn hút có sức hút nhá và hơn hết thì nani yori mo ở michibatani ni sakuchi sanahana o nagameta ji

nhá nagame được ngắm những cái bông hoa nhỏ nở ở ven đường hay là cái việc mà chúng ta được gió làn gió nó thổi qua thì thì gì đây nhỉ à, chúng ta có thể cảm nhận được cái sự thay đổi của thời tiết thì đây là những cái điều mà nó rất là gì nhỉ nó rất là rất là ok là cái điều mà tôi thấy tốt nhất tuyệt nhất <laughs> và mo và các bạn hãy cũng thử tìm ra một cái gì nhỉ một cái lộ trình đi bộ mà các bạn yêu thích rồi tận hưởng nó xem sao tanoshin de mite wa do desu do ka ok chưa nào rồi bây giờ các bạn xem làm tiếp bài tiếp theo cho cô nhá ừ. câu này các bạn nhìn cho cô này câu hỏi nhá nhìn kỹ này kono no mono cái nào là cái đúng với cái nội dung của cái bản thông báo này được chưa nào cái nội dung bản thông báo này thì các bạn sẽ nhìn nhá Ờ, có bốn đáp án đúng không? Khi mà các đáp án nó phân hóa nhau như thế này rồi Thì các bạn hãy cố gắng tìm ra một cách nào đấy để chúng ta gì nhỉ? Chúng ta loại được ngay hai đáp án đi nhá Nào, mọi người làm đi Ok Rồi, các bạn nhìn nhá Hai đáp án, bốn đáp án này nó có sự khác nhau này Shimin ni, shimin Shiyakusho Shokuin nhé Rồi, hai cái này Thế bây giờ mình sẽ phải nhìn cho cô xem là đầu tiên cái cái Shirase này nó thông báo dành cho ai? Dành cho ai à mọi người? Dành cho Shimin hay là dành cho Eto Shiyakusho Shokuin nhỉ? Dành cho ai ạ? À? Shimin là gì ạ à cả lớp? Shimin là gì? Shimin là gì đấy? Shimin là người dân trong thành phố Thế còn Shiyakusho Shokuin là những nhân viên ở trong gì nhỉ nhân viên ở trong các uh, ủy ban nhân dân các tòa thị chính đây đúng không ok các bạn chọn đáp án xong chưa tất cả chọn đáp án số 1 luôn rồi trước tiên với cái bài này các bạn nhìn cho cô bối cảnh nhé để mình xác định xem là đây là nó đang yêu cầu đến người dân trong thành phố hay là người ở trong trong xe cửa sổ nhé Cô đây Yamanaka ni <laughs> hari dasareta oshirase de aru. Đây là một cái bản thông báo mà được dán ở trong ở trong tòa thị chính Yamanaka. Nè. Gokyoryoku Mong các bạn là hãy hợp tác. Rồi. Thế thì bây giờ các bạn sẽ cùng nhau nhìn cho cô cái câu đầu tiên xem là là để xem rằng là nó là thông báo bảo người dân tiết kiệm điện hay là thông báo bảo người ở trong xe cơ sổ tiết kiệm điện nhé Kono tabi kuni kara 夏の節水及び節電の要請がありました Lần này thì làm sao nhỉ? Từ phía nhà nước, từ phía quốc gia thì có cái lời kêu gọi yose nhé. Ờ yose. Kêu gọi là hãy tiết kiệm nước và tiết kiệm điện vào mùa hè. Trong mùa hè được chưa? Rồi và sokode toshiyakusho go o Và vì thế mà ở cái tòa thị chính của chúng ta thì chúng tôi đã quyết định những điều như sau và mong quý vị hãy hãy hợp tác. Vậy thì cái này sẽ là thế nào ạ? Đây là đang yêu cầu ai hợp tác cả mọi người? Có ai quay xe không? Rồi Thanh Nghĩa ba quay xe, Liên Nguyễn, Ngân Nguyễn, Ameyuki, Đại Kaka đều số 3 quay xe hết à? Ừ. Câu này các bạn sẽ sẽ quay xe không ạ? Có quay xe không ạ? Đúng rồi, đây là một cái thông báo được dán ở trong tòa thị chính Thế nên là nó sẽ thông báo giờ với đối tượng là gì ạ? với đối tượng là những nhân viên làm việc những cán bộ công nhân viên chức làm việc ở trong ở trong xe cơ sở thế nên là sẽ không thể nào mà simini được mọi người ạ được chưa nào nên là chúng ta sẽ loại đáp án số 1 và số và số 2 nhá thế sau đó rồi thì các bạn sẽ nhìn cho cô những cái thông tin này để chúng ta bắt đầu so đáp án lúc này mình có thể gì nhỉ soi từ bên dưới lên trên cũng không sao cả nhá các bạn nhìn này câu số 3 này 使用電力削減のための方法示し協力を求める Là đưa ra cái phương pháp để có thể giảm bớt điện tiêu thụ và yêu cầu mọi người là gì đấy nhỉ Hợp tác đúng không Và câu số 4 là Là đưa ra về những cái quy tắc liên quan đến gì nhỉ Cách làm việc và yêu cầu mọi người tiết à, mọi người hợp tác vậy thì trong cái bài này nó đang đưa ra về phương pháp để yêu để tiết kiệm điện hay là về gì ấy nhỉ về quy tắc làm việc của mọi người quy tắc những cái quy định trong cách làm việc ừ đây này trên này đúng không yêu cầu về tiết kiệm điện và tiết kiệm nước thì nó bày ra những cái cách như thế này này thế nên là số so, đáp án số 3 nhé mọi người nhá hai Vậy thì các bạn thấy cho cô nhá Ờ ừ, nhớ này, với những cái bài kiểu như thế này á, ờ ừ, khi mà chúng ta thấy là cái xu hướng đưa ra đáp án như này thì mình phải tinh ngay, tỉnh ra ngay. Trước tiên mình phải xác định xem là à những cái phần mà nó giống nhau và khác nhau để phân hóa các đáp án sai đấy đúng đúng đấy. Rồi mình gì nhỉ? Mình thử soi vào trong bài để mình bớt loại hai đáp án đi. Kiểu gì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta loại được hai đáp án à, vì một cái thông tin nào đó đấy như thế này đúng không? Sau đó chúng ta có thể đi ngược từ dưới lên trên cũng được mà đi từ trên xuống dưới chúng ta so cái phần còn lại của những cái đáp án mà chúng ta đã đã lưu lại được nhá Đấy, ok chưa? Thế còn bạn dưới này cô sẽ dịch nốt cho các bạn nhá ờ, Người ta đưa ra những cái cách như sau ạ Thứ nhất là gì nhỉ? Nhiệt độ máy lạnh thì thiết lập ở mức là 28 độ thôi nhá Ê, ok Hay là tiếp theo này Rokugatsu kara là cứ Keso nhé Từ tháng 6 đến tháng 9 tức là khoảng mùa hè thì đi làm với những cái trang phục mỏng nhẹ gọn gàng nhá. kê là những cái trang phục mà mỏng nhẹ gọn gàng. Tiếp này, và bên ngoài đúng không? Và bên phần phía mặc áo bên ngoài á thì không gì nhỉ? Không thắt thêm cà vạt để cho nó đỡ nóng ấy. Ý là như vậy nhá. Tiếp tục này, thời gian 12 giờ đến 1 giờ thời gian nghỉ trưa ấy, yasumi thì sẽ tắt một nửa điện ở trong gì nhỉ? Trong tòa nhà. Rồi tiếp này, câu số 3 này. À đoạn tiếp theo số 3 này. ở vào giờ nghỉ trưa hay là sau khi mà đóng cửa à phòng rồi đó, đóng cửa tòa nhà rồi á. Ừ. Thì thì gì đấy sẽ chỉ gọi là sử dụng, gọi là chỉ chỉ um, cho cái hai cái thang máy nó vận hành trong bốn cái mà người ta có thôi nhá. Tiếp câu số tiếp theo này. Chi godo kara desu ne. Ừ, 階段1から2階、え、分ならできるだけ階段の利用 Và những cái ngày thường thì thì gì đây nhỉ? Nếu như mà ở cái gọi là mức thang máy tầng 1, tầng 2 á Tầng 1, tầng 2 á Thì thì sẽ cố gắng hết sức là sử dụng thang bộ nha Đấy cũng là một cái phương pháp để tiết kiệm điện đúng không? Và câu tiếp theo này Vào ngày thứ tư siêu bì vã no gian gyo de to Đủ các bạn biết no gian là gì? No gian Từ tiếng Anh của chúng ta đấy Đó là gì nhỉ? Ngày thứ tư sẽ được uh, gọi là được coi là ngày Người ta sẽ lấy cái ngày thứ tư là một cái ngày mà không làm thêm ngoài giờ Và goji hang made ni Ừ, và gì nhỉ uh, Chúng ta hãy cố gắng nỗ lực là gì nhỉ Sẽ về Sẽ về cho đến trước gì nhỉ Cho đến trước năm rưỡi nhá Ok chưa Rồi, bao nhiêu bạn quay xe bài này Cô thấy cơ số các bạn quay xe đúng không Từ nãy giờ ai đúng cả hai câu giơ tay cho cô xem nào Ai đúng cả hai câu không Đấy, rồi, thế còn một cái bài cuối cùng nhá một cái bài cuối cùng chúng ta cùng nhau làm tiếp nha. À có một cái thông tin đó là gì nhỉ? Ngoài những cái chương trình livestream miễn phí như thế này thì chúng ta sẽ còn à, một cái lớp luyện đề VIP 500 là cái lớp mà chuyên à livestream chữa cho các bạn những đề thi à, trong quá khứ à, sẽ được à, khai giảng vào ngày bao nhiêu ấy nhỉ? Ngày mùng 10 tháng 6 nhé Uh, các bạn quan tâm thì các bạn có thể tham gia. Uh, nếu mà uh, đăng ký là sẽ được uh, tặng rất là nhiều những quà tặng như là tặng ebook này hay là tặng kèm cái khóa luyện đề online trên app mà trị giá tới 900.000 đồng đó mọi người ạ. Đây có một cái chút uh, thông tin như vậy, các bạn có thể tham khảo qua nhá Hãy và mình và thầy Dũng, thầy Nghĩa, cô Hiền, cô Ngân thì sẽ là những người giáo viên mà phụ trách chính cái lớp đấy. Hay gặp lại các bạn lên những lớp đấy nhá. Ok, chúng ta cùng nhau tiếp tục sang bài tiếp theo này. Rồi bài này sẽ khó hơn một tí nhá, nên cô sẽ cho các bạn thêm thời gian nhá. Các bạn nhớ chú ý kỹ câu hỏi cho cô nhé. 次の文のうち本文の内容と合わないものはどれかですね Nhớ này Nó hỏi câu nào cô không đúng nha Nhớ chưa Loại trừ nha Câu nào có không đúng nha Ameyuki 4 này Quỳnh Chi 4 này Nhi chàng 4 Thanh Nghĩa 4 hmm. Câu này nó hỏi là cái đáp án nào Đáp án không đúng với đáp án trong bài đúng không mọi người Thế thì mình sẽ phải tìm một cái không đúng ở trong cái đáp án đấy Thế các bạn mà chọn đáp án 4 Mà bảo là không đúng ấy, Thì trả lời cho cô vì sao lại không đúng Không đúng không đúng ở đâu Nào Các bạn chọn đáp án 4 trả lời vì sao cho cô lại Vì sao lại không đúng nhỉ Không đúng ở đâu nhỉ Thế còn những bạn chọn đáp án 1 ấy, Có ai chọn đáp án 1 không Tất cả chọn đáp án 4 hết luôn này Đấy Ok chào thầy Dũng nha <laughs> Rồi, 4 rồi cô ơi hả? Thị Hồ 1 Bạn Thị Hồ, bạn ấy chọn 1 Nếu mà không đúng thì tại sao không đúng? Nhớ câu hỏi nhé, câu hỏi bài này nó hỏi là Đâu là đáp án sai với nội dung ở trong bài? Nhá, đâu là đáp án sai với nội dung trong bài? Rồi Ok Cô chữa nhá, các bạn chọn hết đáp án chưa? Trước tiên, bây giờ mình sẽ chơi một trò này nhá đây một cái phần mà cô nghĩ là các bạn có thể học được rất là nhiều từ vựng nhé Trước khi cô vào chữa trong bài, cô sẽ bày cho các bạn những cái từ vựng mà chúng ta có thể học được trong bài này nhá. Biết đâu chúng ta trúng vào trong đề thi thì sao nhỉ? Cô hỏi cái từ này nhá. Các bạn đọc như thế nào? Nó nghĩa là gì? Comment cho cô nào. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học từ vựng trước nhá. Bài này chúng ta học rất là nhiều từ vựng mà trong N2 luôn đấy. Từ đầu tiên là gì nhỉ? Từ đầu tiên là gì? hông no gì đây gì đây gì đây tay to đúng không? ờ <laughs> ừ, chúng ta có từ này là comment cho cô nào? ôi trời ơi đâu rồi? các bạn uh, n hai rồi nào chúng ta có là ot ot là những nói về những cái doanh nghiệp lớn nhé mọi người nhé ot shokenですね. shoken nhé shoken gai là những là một cái công ty gì nhỉ rất là lớn doanh nghiệp rất là lớn về gì mọi người show kênh gai chả là công ty về chứng khoán nhá mọi người nhá tiếp tục chúng ta có từ này từ gì là comment cho cô nhá comment cho cô rồi tiếp theo chúng ta có từ là tái tuyển dụng đúng không tuyển lại sai cô yo né tuyển lại nhá tái tuyển dụng rồi comment nghĩa cho cô được rồi mô kê được Mọi người đây toàn những cái từ vựng rất là quen thuộc của N2 nha các bạn nhớ nhớ học thêm vào cho cô. Ngoài học chữ hạn, à, ngoài học đọc hiểu chúng ta còn thêm được những từ vựng đúng không? Mô kê được là gì nhỉ? Thiết lập, tạo ra, lắp đặt đúng không nào? Tiếp này, chúng ta có từ là nên lê xê gền là cái hạn chế về gì nhỉ? Hạn chế về tuổi tác đúng không? Tiếp uh, rồi yoku nan sai mà demo hatarakeru tuyu koto da là gì nhỉ, mọi người shoshika Shoshika là gì nhỉ? không phải lãi anh em nhé đây là uh, thiết lập nhá. Ừ. Rồi shoshika chúng ta có từ này rất là quen thuộc một cái hiện tượng gọi là gì nhỉ? Một cái vấn đề nan giải của Nhật Bản, shoshika chứ hàn đoán được không ạ? Các bạn nhớ nhá, biết đâu năm nay đi đi thi mà gặp những cái từ này nhớ cảm ơn cô nhớ chưa? Shoshika là gì nhỉ? Việc giảm tỷ lệ sinh, tỷ lệ sinh giảm này, cái vấn đề đấy. Rồi, rodo điều cự nó chữ hán đọc được không à? Ừ chữ hán đọc được không nào? Gen số so, gen số đấy nhé gen số xã hội môn đại nhìn đi tư được về mát bỏ mát cộng với tư tư được là gì mọi người? Ngữ pháp nào về mát bỏ mát cộng với tư tư ra được là gì đấy? đó là diễn tả một cái sự gì nhỉ? sự thay đổi đang diễn ra đang ngày càng thế nào đó đang diễn ra cái sự thay đổi gì đó trong này một từ rất là hay nhá Tayori ni naru Ôi rồi từ này hay lắm mọi người Tayori ni narimasu Tố các bạn biết Tayori ni narimasu là gì? Là gì đây nhỉ? Là Đúng rồi là gì nhỉ? Là đáng tin cậy nhá mọi người nhá Tayori ni narimasu Đáng tin cậy Toriwake ne? Toriwake là gì nhỉ? Đặc biệt là Được chưa nào? Toriwake là đặc biệt là Rồi Ngược lại với Shoshika Chúng ta có gì đấy? Cô Cô rê 네. cô đây cả là tỷ lệ sinh giảm và già hóa dân số nhá cô đây cả các số dân là như ni tết ờ chỗ này cũng rất là hay này cô kẹ cự cô kẹ cửa là gì nhỉ cô kẹ cửa là gì đấy cô kẹ cửa là là những cái bạn hàng những cái khách hàng đối tác đúng không của một doanh nghiệp nào đó đúng không nào hay rồi tết này Genkinakode cả tối nhiều bài như ni yêu điều cựa sen yêu cựa đồ các bạn biết sen yêu cựa gì Năm nay các bạn mà ra được từ nào trong từ này nhớ cảm ơn cô nhớ chưa? Sen ghe cự gì nhỉ? À sen giúp cự chứ, cô mena sạch Sen giúp cự là cái gì nhỉ? Cái năng lực cạnh tranh nhá, cái năng lực cạnh tranh hoặc là cái ừ, gọi là cái năng lực cạnh tranh, năng lực ở ừ, trong bán hàng đấy chẳng hạn đúng không? Tiếp này, ờ uh, rồi cô này. Ok, được cứ giết sai thế nên là gì nhỉ? Là cái tuổi nghỉ hưu 60 ấy nhá, nghỉ hưu 60 tuổi. Được chưa Thế nên là nghỉ hưu rồi Tiếp Urugawa Ok Hết rồi Năm nay ra những cái từ này rất là hay nhé mọi người nhá Nếu mà ra nhớ nhớ cảm ơn cô nhớ chưa Thế bây giờ với cái bài mà nó hỏi là Đâu là cái thông tin mà không đúng với trong bài Thế thì chúng ta có một cách làm đó là các bạn sẽ so những cái đáp án còn lại So từng đáp án một Với cái thông tin trong bài đấy chúng ta bắt keyword ở, ở những cái đáp án trước nhá Câu số 1 này Nihon no Arukigyo Có một cái doanh nghiệp gì đấy ở Nhật Bản Thì các bạn bắt được từ nào ạ? Rồi Nan sai mà để để mốt hạt cái đứ tối đó là có một cái doanh nghiệp ở Nhật Bản thì họ đã thiết lập ra một cái họ tạo ra một cái điều kiện rằng là gì nhỉ đó là đối với những người gì nhỉ việc tuyển dụng những người cao tuổi ấy thì có thể làm việc dù là đến bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì các bạn nhìn cho cô ở trong cái bài này chỗ nào nó đề cập đến cái việc là nan sai mà để để dòng số mấy nhá mọi người nhỉ dòng số mấy đấy Ừ. số so. các bạn nhìn ra chưa? Rồi, chúng ta có một cái dòng đây rồi. Ê nan sai mà để mô hạt ta đấy cái đứa tôi yêu cô tệ cô tổ đã nhé Ừ thì cái câu này đúng chưa nhỉ à là thế nào đó đúng không thì có thể làm việc cho dù là bao nhiêu tuổi chăng nữa và chỗ này đang đề cập đến cái việc là gì nhỉ tuyển người gì đấy tuyển người người già đúng không người già và À, đang nói về việc tuyển dụng đúng không? Thế nên câu này đúng chưa mọi người? Câu này đúng chưa? Vừa nãy có bạn nào mà chọn đáp số 1 hiểu vì sao sai vì, vì sao mình sai chưa nhỉ? Câu này là một câu thông tin được nhắc đến trong bài. Đây là số 1 của chúng ta nhá. Đúng rồi đúng không? Câu số 2 này. Nihon de wa shoshika. À chúng ta bán được một cái từ rất là nổi bật trong cái này. Shoshika. Ờ shoshika ga susunde rodoryoku no genshō ga mondai ni natte iru. Các bạn nhớ trong cái bài này chỗ nào mà nói về shoshika nhỉ? Thế mình đọc so sánh cái phần dưới và phần trên xem là nó có hợp với nhau không nhá Đây Ở Nhật Bản thì cái vấn đề là giảm tỷ lệ sinh khi mà nó gì nhỉ? Nó nó đang diễn ra như vậy thì cái việc mà giảm cái khả cái năng lực lao động đúng không? Thì nó đang trở thành một cái vấn đề. Thế mình mình nhìn trong bài này nhá. Đây, cả từ này cả một bài xuất hiện đúng một lần rồi đúng không? Đây, đọc luôn như này. Shoshi ka ga susumu nihon de wa desu ne, roudoryoku no gensho ga ooki na mon, a shakai mon ni naritsutsu Đúng chưa? Thế câu này đúng không ạ? Câu này. Rồi, đây đáp án số 2 của chúng ta nằm ở đây. Nhá, chính xác chưa? Nghĩa hợp nhau nhá. Tiếp câu số 3. Câu số 3 cũng có một cái từ rất là dễ tìm luôn đó là hyakusai o koeru koto mo mezurashiku các bạn nhìn trong bài dòng số mấy sẽ có cái vấn đề là gì nhỉ nói về cái việc là là gì nhỉ trên 100 tuổi thì bây giờ không còn hiếm nữa các bạn nhìn thấy từ mezurashi không nhỉ mọi người nhỉ đây đúng không hè cứ sai cối được cô tổ mố câu số 3 chuẩn luôn so vào thế còn câu số 4 Kongo của genki na kouro a ga mono Là trong tương lai thì làm sao ạ? Trong tương lai thì cái việc mà chỉ những người già khỏe mạnh mua hay bán hàng thì cái cái hiện tượng đấy là một cái điều mà sau này nó sẽ trở thành cái việc gì nhỉ? Hiển nhiên thông thường. Thế thì các bạn thấy là trong bài này nó cũng có là ืดu ga wa ka ga wa です Nó cũng có cái câu là gì nhỉ? Nó cũng trở thành một cái xu hướng tự nhiên. Nhưng mà mọi người biết từ gì sai không? những cái đáp án sai thường nó cài một cái lỗi cực kỳ nhỏ cho các bạn dễ bị nhầm nhá Đố các bạn biết chữ nào là chữ sai ở trong câu này Mặc dù trong bài nó Ừ được gà mô, cao ở gà mô, cô đê chả tôi yêu nó gà Cái việc mà cả người bán lẫn người mua là người cao tuổi Thì trong tương lai nó sẽ trở thành một cái xu hướng, một cái gì nhỉ? Một cái xu hướng tự nhiên Lúc này cũng đúng, gần gần cũng đúng đúng không? Nhưng mà có từ từ gì sai hả mọi người? Từ gì sai? Đây là cái cách mà người đáp án cài đáp án sai ấy mọi người Từ gì sai nhỉ? Có ai nhìn cho cô từ này không? Ồ rồi, nên là mình phải cố gắng là ngửi cái mùi đáp án sai chỗ đấy Đa kệ Đa kệ là sai nhá Trong bài này nó bảo là gì nhá Người già thì thế nào thế nào đó Chứ có phải là chỉ có người già thì mới thế không? Không đúng không? Nên câu này sẽ sai cái từ đa kê này Ok chưa? Và cô dịch lại cho các bạn cả bài này nhá Đó là gì ạ? Hay, tổ tôi đã nghe được một cái tin tức rằng là Chúng ta dịch từ dưới lên nhé, chúng ta xác định động từ, xác định nhà chủ ngữ, vị ngữ Rồi mình sẽ tìm được cái cụm danh từ của nó Tôi đã nghe được một cái tin tức, tin tức như thế nào sẽ là từ đây cho đến đây Cái tin tức rằng là có một cái công ty chứng khoán rất là lớn của Nhật Bản Thì thì gì đấy nhỉ? Họ đã xóa bỏ Họ đã xóa bỏ cái gì nhỉ? Cái giới hạn về tuổi tác là 70 tuổi Ờ, ừ. à, cái mà đã được đặt ra, được thiết lập cho đến thời điểm hiện tại đúng không? Đối với dành cho những cái người gì đấy, dành cho những cái người mà tuyển dụng lại sau khi mà đã gì nhỉ? đã nghỉ hưu nhá, sau khi mà đã nghỉ nghỉ hưu đấy. Rồi thì tóm lại một cái doanh nghiệp như vậy, họ đã xóa bỏ cái 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 cái, cái chế độ là gì nhỉ? chỉ tuyển đến 70 tuổi mà bây giờ làm sao ạ? Và nghe nói rằng là gì nhỉ? rằng là nếu như mà nếu như mà thứ nhất cái người đấy mà khỏe Và thứ hai là bản thân người đó Hông nên là bản thân cái người đấy nhá Họ có cái mong muốn Cái ý muốn thì Thì sẽ có thể làm việc dù là bao nhiêu tuổi chăng nữa Nan sai mà mo mốt hạt kế đứt nhé Tiếp tục này Shoshi cả sư sư nihon đều ạ Ở đất nước Nhật Bản Nơi mà cái việc gì nhỉ Ở ờ, tỷ lệ sinh giảm nó đang diễn ra ấy nhá, sư sư mượn là cái gì đó nó đang Đang diễn ra nhá Thì thì gì đấy cái việc mà giảm thiểu đi cái năng lực lao động thì nó đang trở thành một cái vấn đề xã hội vô cùng to lớn Okina Shakai Mon Ni Naritsutsu được. và trong cái bối cảnh đó son nanaka trong cái bối cảnh đó thì những người nhân viên những người nhân viên nhân viên đúng không keken những cái người nhân viên mà nó có nhiều cái kinh nghiệm thì sẽ trở thành những người mà son dài cô dùng cái từ này nó sẽ dịch để thay cho cái từ người đúng không? trở thành những người mà vô cùng là đáng tin cậy, được chưa? À, những cái người già đấy nhớ khi mà họ có nhiều năm kinh nghiệm làm việc mà. Ok, tiếp tục này. Thủ đi qua kệ đặc biệt là ni 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 Và đặc biệt làm sao ạ? Trong cái xã hội Nhật Bản khi mà cái việc là già hóa dân số nó đã diễn ra đấy, thì gì ạ à? thì thì trong những cái trường hợp là những cái bạn hàng đối tác của công ty đấy ở những cái bạn hàng những khách hàng của công ty mà là những người cao tuổi rất là khỏe thì thì gì đấy nhở cái chính sách hay những cái người già mà được tuyển dụng vào công ty ấy, thì họ sẽ trở thành một cái gì nhỉ? Trở thành một cái tiềm lực cạnh tranh rất là có hiệu quả. Yêu điều cơ nát, sen Ok chưa? Tất quả nhiên chắc chắn là gì đây nhỉ? Mawadi o mite temo genki na wa desu ne. Và rõ ràng là gì đấy nhỉ? Khi mà chúng ta nhìn vào xung quanh thì các bạn cũng thấy rằng là gì nhỉ? Có rất là nhiều người cao tuổi rất là khỏe mạnh. Ừ, hyaku sai o koeru koto mo mezurashiku naku kita. Và cái việc mà người ta ừ người ta hơn 100 tuổi thì cũng không cũng cũng không còn là hiếm nữa, cũng không còn là chuyện hiếm nữa nhá. 60歳 thế年 ではですねその先の40 ừ, nếu như mà là gì nhỉ, nghỉ hưu ở tuổi 60 thì 40 năm tiếp theo cuộc đời, tức là nếu mà họ sống được đến 100 tuổi thì 40 năm đấy thật là dài quá đi, nhá. ở Urugawa mo ừ, Kau mo to iu no ga kongo shizen na nagare ni <laughs> natte iku no ka Và có lẽ là hay là chẳng phải là đúng không Cái việc mà cả người bán lẫn người mua đều là những người cao tuổi ấy thì trong tương lai nó sẽ trở thành một cái gì nhỉ cái xu hướng tự nhiên hay sao nhá yeah. hay như vậy là ở ừ, câu này bài này các bạn rõ chưa đáp án chính xác của chúng ta đáp án số số 4 nha ok rồi và cuối bài ngày hôm nay cô sẽ tặng các bạn một câu châm ngôn danh ngôn như sau để ký được tổ mồi bà để ký được để ký này tổ mồi bà để ký này một câu rất là đơn giản đúng không nhưng mà nó sẽ thể hiện đúng cái gì nhỉ cái cái dòng chảy tự nhiên trong suy nghĩ của mỗi người ấy mọi người ừ nếu mà chúng ta nghĩ mình có thể thì chắc chắn là mình sẽ có thể làm được còn nếu chúng ta nghĩ mình không thể thì mình sẽ không thể làm được thế nên là kỳ thi sắp tới sắp đến gần rồi đừng nghĩ là mình sẽ không thể đỗ nhá còn một tháng cuối cùng hãy cố gắng là tận tâm tận lực và hãy hướng đến cái mục tiêu cuối cùng này cùng với thầy cô nhá rồi thế thì hẹn gặp lại các bạn ở những buổi livestream tiếp theo nhá và bạn nào ở tokyo nhớ đến gặp thầy cô vào cuối tuần này nhá À, các bạn trên tiktok nha Nhớ nhớ gặp thầy cô ở cuối tuần này Ở công viên Yoyogi Festival Việt Nam nha Hai, ja, otsukaresama